Trước hết tôi xin trân trọng kính lời chào thăm đến quý hội thánh. Chúng ta cảm tạ Chúa vì Chủ nhật hôm nay là ngày lễ kỷ niệm Chúa Giêsu đăng quang vào thành Jerusalem. Bây giờ xin kính mời hội thánh cùng đứng lên, chúng ta đọc chung câu gốc ở trong Thi Thiên thứ 118 câu 25 và 26 có ở trong chương trình. Trên màn hình, xin chúng ta cùng đọc. Lạy Chúa, tôi nài xin Ngài, xin hãy cứu rỗi chúng tôi. Lạy Chúa, tôi nài xin Ngài, xin cho chúng tôi được thành công. Một lần nữa chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Lạy Cha yêu thương của chúng con ở trên trời, chơi lòng của mỗi chúng con trong thì giờ này cung kính cảm tạ ơn Cha, vì Ngài đã cho chúng con thì giờ cơ hội để được nhóm nhau lại thờ phượng Ngài. Và trong thì giờ buổi sáng hôm nay, chúng con được kỷ niệm về sự đăng quang của Chúa Giêsu khi Ngài ở trên trần gian này. Ngài bước vào tuần lễ thương khó, phục sinh vinh hiển, và chúng con cảm tạ Chúa vì thì giờ này. Xin Chúa Thánh Linh Ngài làm mới lại trong tấm lòng của mỗi chúng con, để qua lời Ngài, mỗi chúng con thật được phước, đức tin của chúng con được vững mạnh, và chúng con yêu mến Ngài càng hơn. Con cảm tạ ơn Ngài. Con kính dâng thì giờ này, khi chúng con cùng nhau học hỏi lời Ngài, và thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin mời Thánh an tọa. Kính thưa Hội Thánh, các sách giải nghĩa Kinh Thánh thì cho chúng ta biết, theo như lịch truyền thống thì trong tuần lễ này, Chúa Giêsu thi hành chức vụ và nó tuần tự nó xảy ra như sau. Chúa Nhật ngày hôm nay, Chúa Giêsu vinh hiển, Ngài đăng quang vào thành Jerusalem một cách khải hoàn. Và ngày thứ hai thì Chúa Giêsu đã dẹp sạch đền thờ. Đến ngày thứ ba thì Chúa đã biện luận cùng những người lãnh đạo tôn giáo Do Thái giáo. Ngày thứ tư thì Chúa nghỉ ngơi. Và ngày thứ năm thì Chúa Giêsu chuẩn bị cho lễ vượt qua. Đến ngày thứ sáu thì Ngài bị xử án, Ngài chịu thương khó, bị đóng đinh. Ngày thứ bảy thì Chúa Giêsu nằm ở trong mồ mả. Và ngày Chúa Nhật, Chúa Giêsu sống lại từ trong cõi chết, tức là lễ phục sinh. Như vậy thì cứ mỗi năm Chúa Nhật này thì chúng ta kỷ niệm về Chúa đăng quang vào thành Jerusalem, và Chúa Nhật sau là lễ phục sinh. Chúng ta nhớ như vậy. Trong tất cả bốn sách phúc âm đều có ký thuật lại câu chuyện Chúa vào thành Jerusalem. Ở trong Kinh Thánh chúng ta biết, Kinh Thánh bày tỏ cho chúng ta thấy Chúa Giêsu Ngài thi hành ba chức vụ quan trọng. Thứ nhất, Ngài là tiên tri. Thứ hai, Ngài là thầy tế lễ. Và thứ ba, Ngài là vua. Và ba chức vụ này, nếu như một người nào mà đảm trách thì đều phải nhận được sự sức dầu. Đó là sự bày tỏ trong Kinh Thánh. Nhưng mà hôm nay chúng ta học lời Chúa ở trong Kinh Thánh Phúc Âm Mát đoạn 11, từ câu 1 đến câu 11, thì chúng ta thấy có hai chức vụ được bày tỏ, đó là chức vụ tiên tri và chức vụ vua. Còn chức vụ thầy tế lễ thì hiện nay Chúa Giêsu đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời và Ngài cầu thay cho mỗi chúng ta. Tôi xin đọc Kinh Thánh Phúc Âm Mát đoạn 11 từ câu 1 đến câu 11 theo bản dịch mới. Chúa vào Jerusalem cách khải hoàn.
Khi Đức Chúa Giêsu và các môn đồ Ngài đến gần Jerusalem, khoảng Bê-pha-dê và Bê-tha-ni trên núi Ô-liu, Ngài sai hai môn đồ ra đi và dặn rằng: Hãy vào trong làng trước mặt các ngươi. Vừa khi vào làng, các ngươi sẽ thấy ngay một con lừa đang bị cột. Con lừa ấy chưa hề có ai cởi. Hãy mở dây ra và dắt nó về đây. Nếu có ai hỏi các ngươi: Tại sao các anh làm thế? Thì hãy trả lời: Chúa cần dùng nó và Ngài sẽ gửi trả nó lại đây. Họ ra đi và gặp một con lừa cột ở bên cửa, ở ngoài đường. Đang khi họ mở dây, thì có mấy người đứng đó hỏi: Các anh mở dây lừa để làm gì vậy? Họ trả lời với mấy người ấy y như Đức Chúa Giêsu đã dặn. Những người ấy bèn cho họ dẫn lừa đi. Họ dắt lừa đến với Đức Chúa Giêsu và lấy áo choàng mình trải trên lưng lừa, rồi Ngài cởi lên. Nhiều người lấy áo choàng mình trải ra trên đường, những người khác thì chặt các nhánh lá cây ngoài đồng trải ra trên đường. Rồi kẻ đi trước, người theo sau hô to: Hosanna, hoan hô, chúc tụng đấng nhân danh Chúa ngự đến. Chúc tụng vương quốc của vua David tổ phụ chúng ta. Hosanna trong cõi trời chí cao. Ngài vào thành Jerusalem và đi vào đền thờ. Ngài vừa rảo mắt nhìn quanh mọi vật thì trời đã nhá nhem tối, nên Ngài cùng 12 môn đồ trở về làng Bethany. Đức Chúa Giêsu báo trước việc sẽ xảy ra. Kinh Thánh cho chúng ta biết một vị tiên tri là một người đại diện cho Đức Chúa Trời để nói những việc nó sẽ xảy ra. Người này sẽ nói với dân chúng về những gì mà Đức Chúa Trời phán. Người tiên tri là người nghe Chúa phán với mình rồi nói lại cho dân sự. Còn thầy tế lễ là người đại diện cho dân sự để trình lên Đức Chúa Trời những cái nhu cầu, những cái gì mà cần thiết của dân sự cho Đức Chúa Trời. Đó là hai chức vụ khác nhau. Nhưng mà tiên tri ở đời này thì do con người lập nên. Đặc biệt Chúa Giêsu ở trong thân xác con người thì Ngài là một tiên tri, nhưng mà Ngài là tiên tri từ Đức Chúa Trời mà đến. Ngài không giống những tiên tri đời thường, nhưng mà Chúa Giêsu là tiên tri từ trời mà đến. Ngoài ra chúng ta cũng biết rằng khi mà Chúa Giêsu thi hành chức vụ hơn 33 năm ở tại xứ Palestine thì dân chúng ở đó đều công nhận Ngài là một đấng tiên tri người Nazareth. Chính Chúa Giêsu Ngài cũng nhiều lần tuyên bố Ngài là một đấng tiên tri. Đấng tiên tri đến làm việc các tiên tri đã làm, tức là rao truyền sứ điệp của Đức Chúa Trời cho loài người. Và Chúa Giêsu bày tỏ cho con người biết rằng Ngài đến trần gian này, Ngài không nói theo ý riêng của Ngài, nhưng mà Ngài nói theo điều mà Cha đã sai, đã bày tỏ cho Ngài. Giăng đoạn 12 câu 49 chép rằng: Vì ta không nói theo ý riêng mình, nhưng Cha đấng đã sai ta truyền cho ta phải nói điều gì và giảng điều gì. Vì vậy khi chúng ta đọc bốn sách phúc âm, chúng ta thấy chức vụ tiên tri của Chúa Giêsu được xác chứng theo hai cách. Thứ nhất là một số lời tiên tri của Chúa Giêsu đã được ứng nghiệm ngay khi Chúa Giêsu còn sống ở trên trần gian này. Và điều thứ hai, cái xác chứng thứ hai đó là bởi các phép lạ mà Ngài đã thực hiện. Vì Ngài là một đấng tiên tri thật, Ngài có quyền năng của Đức Chúa Trời, Ngài thi hành phép lạ và dân chúng thời đó nói rằng: Ồ, không có một cái người nào mà nói được như người này, mà không có một người nào mà làm được như người này.
Chúa Giêsu là con người, nhưng mà Chúa Giêsu mặc lấy quyền phép của Đức Thánh Linh và Ngài thi hành chức vụ một cách lạ lùng. Ở trong câu chuyện mà chúng ta vừa nghe đọc thì chúng ta thấy Chúa Giêsu Ngài nói trước những cái việc nó sẽ xảy ra. Chúa sai 2 môn đồ vào trong làng và Chúa nói với họ: các ngươi đi và các ngươi sẽ gặp như thế này thế này. Và khi nào các ngươi gặp như thế này thì các ngươi phải nói như thế này. Và Chúa dặn trước như vậy. Theo phúc âm Matthew cho chúng ta biết, Ngài sai 2 môn đồ đến làng Bethany, bảo trước rằng họ sẽ tìm được một con lừa bị cột với một con lừa con. Họ mở cho 2 con vật và dắt cho Chúa Giêsu. Nếu bị hỏi, họ phải giải thích rằng Chúa dùng 2 con lừa đó. Cái điều mà chúng ta được dạy dỗ và chúng ta học trước nhất ở đây, đó là 2 người môn đồ, mặc dù Kinh Thánh không có nói tên 2 người này là 2 người nào, nhưng mà 2 môn đồ sau khi nghe Chúa Giêsu phán bảo thì họ vâng lời, họ ra đi. Họ không cần thắc mắc gì hết. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như mà những điều mà Chúa nói nó không xảy ra đúng như vậy? Đó là lý luận của con người chúng ta. Nhưng mà môn đồ của Chúa Giêsu đã từng ở với Ngài, đã từng kinh nghiệm những gì mà Chúa đã thi hành ở trong chức vụ, thì họ hoàn toàn vâng lời Chúa. Họ biết rằng Chúa Giêsu là vị tiên tri toàn tri, Ngài biết trước những sự việc nó sẽ xảy ra, và Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Ngài biết trước những cái điều mà người ta suy nghĩ ở trong lòng nữa. Chưa cần phải nói ra nghĩ cái điều gì thì Chúa Giêsu cũng đã biết trong lòng của con người rồi. Vì vậy mà các môn đồ khi chưa có hỏi gì đó: "Ồ, Chúa, bây giờ con đi tới đó mà con mở lường vậy rồi người ta nói ăn trộm sao?" Họ chỉ mới suy nghĩ thôi, họ chưa có nói gì hết. Thì Chúa nói: "Nếu mà ai hỏi các anh mà tại sao làm như vậy đó, thì trả lời rằng Chúa cần dùng nó rồi sẽ trả lại." Nói trước cho họ biết, họ khỏi cần thắc mắc nữa. Phúc âm Giăng khi chép về cuộc đời của Chúa Giêsu và những phép lạ mà Chúa thực hiện, thì chỉ có phúc âm Giăng cho chúng ta biết phép lạ đầu tiên của Chúa, đó là phép lạ hóa nước thành rượu. Và Kinh Thánh chép rằng Đức Chúa Giêsu đã làm phép lạ đầu tiên tại Cana trong miền Galilê. Ngài làm đó để làm gì? Kinh Thánh chép rằng Ngài bày tỏ vinh hiển của Ngài và qua đó các môn đồ tin Ngài. Giăng đoạn 2 câu 11. Phép lạ thứ nhất của Chúa khi mà hóa nước thành rượu, thì điều đó các môn đồ thấy được, các môn đồ kinh nghiệm và các môn đồ bắt đầu tin Chúa Giêsu. Rồi chúng ta cũng thấy trong câu chuyện này, bà Marie là người nói với những người giúp việc đó: "Hễ Ngài bảo chi, các ngươi hãy làm theo." Cho đến tuần lễ cuối cùng trước khi mà Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập tự giá, các môn đồ luôn tin và vâng lời theo những điều mà Chúa Giêsu phán bảo. Bài học này nhắc nhở mỗi chúng ta trên bước đường theo Chúa. Một trong những điều khó khăn ngày hôm nay là chúng ta thường không nghe được tiếng phán của Chúa. Vì vậy mỗi khi làm một việc gì, chúng ta cũng không có quyết định được điều nào phải như thế nào, điều này có thể đúng hay là điều này có thể không đúng, mình không có quyết định được. Nhưng mà có một điều mà Kinh Thánh bày tỏ cho chúng ta biết: khi nào vì sự vinh hiển của Chúa mà chúng ta làm thì Chúa sẽ bày tỏ cho chúng ta biết. Nếu cái việc nào mà chúng ta cần quyết định mà vì cớ sự vinh hiển của Chúa thì Ngài sẽ tỏ ra cho chúng ta biết. Rồi điều thứ hai mà chúng ta học ở đây, Chúa Giêsu làm ứng nghiệm lời Ngài phán. Câu thứ tư,
Họ ra đi và gặp một con lừa cột bên cửa ở ngoài đường. Đang khi họ mở dây thì có mấy người đứng đó hỏi: các anh mở dây lừa để làm gì vậy? Họ trả lời với mấy người ấy y như Đức Chúa Giêsu đã dặn, và những người ấy bèn cho họ dẫn lừa đi. Khúc Kinh Thánh này rất là hay. Có nhiều cái điều mà khi chúng ta được học hỏi thì chúng ta thấy rất là đặc biệt. Sách giải nghĩa Kinh Thánh thì cho biết có thể là cái người chủ lừa này đó trước đây đã biết về Chúa Giêsu và đã quý mến Chúa Giêsu, nên đề nghị rằng họ muốn giúp đỡ cho Ngài, nhưng mà không biết là giúp đỡ cái chuyện gì. Cho nên khi mà hai môn đồ nói rằng Chúa muốn mượn hai con lừa này rồi sẽ trả lại, là họ bằng lòng, họ cho dắt lừa đi liền. Cũng có thể là đời sống của họ rất là được phước qua chức vụ của Chúa Giêsu, cho nên họ bày tỏ lòng biết ơn Chúa. Theo cái cách giải nghĩa này thì các nhà giải nghĩa Kinh Thánh cho chúng ta biết đây là cái cách giải nghĩa đời thường, có nghĩa là con người thì suy nghĩ như vậy. Nhưng mà câu chuyện này thì bày tỏ sự toàn tri và thẩm quyền tuyệt đối của Chúa Giêsu. Nó vượt lên trên những cái gì mà con người suy nghĩ. Nó bày tỏ sự toàn tri và thẩm quyền tuyệt đối của Chúa Giêsu. Vì vậy những gì diễn ra đúng y như Chúa Giêsu đã nói trước. Và Chúa Giêsu còn biết rằng cái con lừa này chưa có ai cởi ở trên đó, bây giờ được dành cho Chúa Giêsu. Điều này cho thấy Ngài là đấng có quyền ở trên tạo vật Ngài dựng nên. Và đây là cách giải thích theo thần học. Niềm tin của chúng ta đặt nơi Chúa. Chúng ta có tin nơi quyền tuyệt đối của Chúa Giêsu hay không? Chúng ta có hiểu được như vậy hay không? Khi mình hiểu được, mình tin được sự tuyệt đối của Chúa Giêsu vì Ngài là đấng toàn tri, thì cuộc đời theo Chúa của mỗi chúng ta sẽ rất là dễ dàng, không có gặp nhiều khó khăn. Mặc dù nó có khó khăn đi chăng nữa thì cái niềm tin đó cũng đưa chúng ta vượt lên khỏi những cái nghịch cảnh đó. Rồi chúng ta trở lại với phần Kinh Thánh này. Cũng có người giải thích rằng chủ lừa và cắt, chủ lừa và lừa con là những gì được chuẩn bị sẵn cho Chúa Giêsu. Công việc này được chuẩn bị một cách âm thầm. Vì sao? Vì những nhà lãnh đạo Do Thái giáo tuyên bố rằng nếu mà ai xưng nhận Chúa Giêsu thì họ sẽ dứt phép thông công. Và người Do Thái thì họ rất là sợ bị dứt phép thông công, cho nên họ chỉ giúp Chúa một cách âm thầm thôi, không có nói ra. Giăng đoạn 9 câu 22 cho chúng ta biết: vì người Do Thái đã quyết định khai trừ những ai xưng Chúa Giêsu là đấng Christ khỏi hội đường. Việc các nhà lãnh đạo tìm phương cách để giết Chúa Giêsu khiến cho người chủ của các con lừa này cũng phải cần được bảo vệ. Đối với người Việt Nam chúng ta thì ít có ai biết đến con lừa. Nhưng mà đối với người Do Thái, lừa là một con vật cao quý được sử dụng bởi hoàng gia. Người giàu có là mới sử dụng cởi lừa. Trong Kinh Thánh có nhiều chỗ đề cập đến, chúng ta thấy ở trong sách Các Quan Sát đoạn 10 câu 4 thì cho biết có một vị quan sát tên là Gia-rơ. Ông này có 30 con trai và 30 con trai của ông đều cởi lừa con. Rồi ở trong Sa-mu-ên thứ nhì đoạn 19 câu 26 thì chúng ta thấy Mê-phi-bô-sết là một vương tử, con trai Sau-lơ, tức là con của Jonathan đó, đến với David, ông cũng cởi trên lưng một con lừa. Và cái chuyện mà giúp cho chúng ta dễ nhớ nhất đó là khi David truyền ngôi cho Salomon,
Kinh Thánh ghi lại Salomon nói với lại David nói với các người phục vụ, các tiên tri, các thầy tế lễ và các cận thần của vua. Vua bảo họ: các ngươi hãy đem các tôi tớ của Chúa các ngươi đi, đỡ Salomon con trai ta lên con lừa của ta, rồi đem xuống Gihon. Và họ đã đỡ Salomon cởi trên con lừa của vua. Ông David có nhiều người con, nhiều con trai, và nhiều người muốn thay cho David để làm vua. Nhưng mà David truyền ngôi lại cho Salomon, và David dặn là phải đặt Salomon lên trên lưng của con lừa của mình, thì đó mới là vị vua. Trong lịch sử phương Đông thì chúng ta thấy khi mà có chiến tranh đó, thì vua là cởi ngựa. Nhưng mà khi hòa bình thì người ta cởi lừa, người ta không có cởi lừa. Chúa Giêsu được tôn vinh là vua, đây là phần thứ ba. Họ dắt lừa con về cho Chúa Giêsu và trải áo mình trên lưng nó, Ngài cởi lên nó. Nhiều người trải áo trên đường, người khác chặt các cành cây ngoài đồng rải trên lối đi. Người đi trước, người đi sau đều tung hô Hosanna, phước cho đấng nhân danh Chúa mà đến, phước cho vương quốc sắp đến của David tổ phụ chúng ta, Hosanna trên nơi chí cao. Theo Phúc âm Luca cho biết, Chúa Giêsu đã cởi trên con lừa, trong khi những người khác thì đi theo. Người ta trải áo trên đường đi và dùng lá kè đón Ngài. Đó là một phần nghi thức tiếp đón hoàng gia theo truyền thống Do Thái. Đây là phần Kinh Thánh ký thuật lại. Và ngày hôm nay, khi mà chúng ta kỷ niệm Chúa vào thành Jerusalem, thì tùy theo hội thánh thì chúng ta thấy có những nơi thì làm những cầm những cái lá dừa, cầm những cái họ thắt nghe những cái hình, những cái bông, rồi họ tung hô kỷ niệm ngày mà Chúa Giêsu vào thành Jerusalem. Những người đi theo Chúa Giêsu họ la lớn ngợi khen Đức Chúa Trời về những phép lạ mà họ đã thấy Ngài làm. Họ tung hô Ngài là vua trong danh Đức Chúa Trời. Họ reo hò sự hiện đến của Ngài, đem bình an trên trời và vinh hiển trên các nơi cao. Có một điều mà chúng ta học ở đây: tại sao lại bình an ở trên trời mà không phải là bình an ở dưới đất? Hosanna, bình an ở trên trời. Trên trời thì có cái gì đâu mà bình an, ở dưới đất này thì lộn xộn hết là mới bình an chứ. Nhưng mà không phải. Đây là một cái điều mà khi chúng ta học lời Chúa chúng ta mới thấy được. Bình an ở trên trời không thể nào có bình an ở dưới đất. Bình an ở dưới đất vì vua hòa bình, tức là Chúa Giêsu, vài ngày tới đây Ngài bị đóng đinh trên thập tự giá, có người ta khước từ Ngài. Nhưng mà sẽ có bình an ở trên trời vì khi Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập tự giá, loài người được hòa thuận lại với Đức Chúa Trời bởi sự chết của con Ngài, và đã đem sự bình an giữa Đức Chúa Trời và loài người. Đó là sự bình an ở trên trời. Ngày hôm nay con người không thể nào có sự bình an vì cớ tội lỗi, những cái điều nó xảy ra mà chúng ta thấy hằng ngày và chúng ta đã từng chứng kiến. Con người không có sự bình an. Tại sao những sự việc nó xảy ra bất công như vậy? Tại vì con người không có sự bình an. Họ sợ. Tội lỗi đã chiếm hữu tấm lòng của con người ta, dẫn con người ta đến những cái nỗi lo sợ, sai trái, những cái nỗi sợ mà không đáng sợ. Họ sợ cái điều không đúng. Trừ khi nào con người hòa thuận lại với Đức Chúa Trời, bằng lòng tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình. Ngài bị chịu chết, bị đóng đinh trên thập tự giá, chịu chết để chuộc tội cho mình, thì lúc đó con người sẽ có sự bình an. Và loài người được hòa thuận lại với Đức Chúa Trời.
Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 5 câu 19 chép rằng: đó là Đức Chúa Trời đã giải hòa chính mình Ngài với nhân loại trong Đấng Christ. Ngài không còn kể đến tội lỗi của họ. Họ tung hô Hosanna. Hosanna là hoan hô, hoan hô. Có thể dịch sang tiếng Việt của chúng ta như vậy. Ở trong cái đám đông này thì chúng ta có thể thấy chỉ có một số ít là các môn đồ của Chúa. Nhưng mà phần đông họ là người Do Thái. Họ muốn tôn Chúa Giê-xu lên làm vua để giải phóng họ khỏi ách nô lệ của người La Mã. Chứ họ thật ra thì họ cũng không có quan tâm đến Chúa Giê-xu một cách rõ ràng. Chúa Giê-xu vào thành trên lưng con lừa con. Ngài làm ứng nghiệm lời tiên tri khi cởi lừa vào thành. Sa-ta-ri đoạn 9 câu 9 cho biết: tại đó đấng tiên tri dự ngôn khi vua đến với Israel, Ngài sẽ cởi trên lừa con của lừa cái. Sa-ta-ri đoạn 9 câu 9 chép rằng: hỡi ái nữ của Si-ôn, hãy nức lòng mừng rỡ. Hỡi ái nữ của Giê-ru-sa-lem, hãy cất tiếng reo hò. Này vua của ngươi đến với ngươi, Ngài thật công chính và mang đến ơn cứu rỗi. Ngài khiêm nhu và cởi trên một con lừa, cởi trên lưng một con lừa tơ là con của con lừa mẹ. Các môn đồ lúc bấy giờ khi đang ở với Chúa Giê-xu, họ không hiểu được cái việc đã xảy ra. Chúa Giê-xu đang thật sự vào Jerusalem với tư cách là một vị vua hợp pháp của người Israel. Và chỉ sau khi Chúa thăng thiên về trời thì lúc bấy giờ các môn đồ mới hiểu ra những cái biến cố này là ứng nghiệm lời Kinh Thánh. Thiên hạ chạy theo Chúa Giê-xu. Thật ra sự quan tâm của đám đông chỉ là nhất thời. Và những người mà muốn thờ phượng Chúa thật thì rất là ít. Nhưng mà Chúa Giê-xu phải vào thành Jerusalem có hai lý do. Thứ nhất là Ngài muốn làm trọn lời tiên tri bày tỏ Ngài là vua Israel. Và điều thứ hai, chúng ta biết rằng lúc bấy giờ thì các lãnh tụ Do Thái giáo họ nói là bây giờ không có được đụng tới Chúa Giê-xu, phải để cho và qua cái lễ vượt qua thì mới bắt Chúa Giê-xu. Nhưng mà Kinh Thánh, những cái lời tiên tri được ứng nghiệm trong Chúa Giê-xu là chiên con của Đức Chúa Trời phải bị giết trong ngày lễ vượt qua. À, vì vậy cho nên Chúa muốn làm ứng nghiệm cái điều mà Kinh Thánh đã nói trước về Ngài. Con Đức Chúa Trời phải bị giết vào lễ vượt qua, bởi vì chiên con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi của thế gian đi. Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 5 câu 7 chép rằng: vì đấng Christ là con chiên của lễ vượt qua đã được dâng làm con vật hiến tế cho chúng ta rồi. Tóm lại, trong thời giờ ngắn ngủi vừa qua, chúng ta đã học câu chuyện Chúa Giê-xu vào thành Jerusalem với ba điều. Thứ nhất là Chúa báo trước việc sẽ xảy ra. Thứ hai là Chúa làm ứng nghiệm lời Ngài phán. Và thứ ba là Chúa Giê-xu được tôn vinh là vua. Khi mà tôi học lời Chúa qua phân đoạn Kinh Thánh này thì tôi được một cái sự nhắc nhở. Đó là tôi nhớ lại những gì mà Phúc Âm Matthew đã ký thuật về cuộc đời của Chúa Giê-xu. Và trong tâm trí của tôi nó liên tưởng đến một vị vua thiên đàng. Vị vua thiên đàng từ trời đến trần gian này trong hình hài của một em bé được đặt nằm trong máng cỏ. Tại sao chúng ta biết em bé được đặt nằm trong máng cỏ là vua thiên đàng? Vì Kinh Thánh ghi lại rằng có ba vị bác sĩ từ bên Đông Phương. Họ thấy ngôi sao Ngài thì họ đi theo
Và khi họ đến thành Jerusalem, họ đã hỏi vua Herod, vua dân Juda mới sanh tại đâu? Ô, làm sao mà có vua sanh ở tại đây được? Nhưng mà đó là ứng nghiệm lời Kinh Thánh. Vua thiên đàng đã giáng thế làm người, rồi Ngài sống hơn 33 năm ở trần gian này. Thì Kinh Thánh cho biết Chúa Giê-xu Ngài nói gì? Vua thiên đàng bày tỏ Đức Chúa Trời hay là bày tỏ Cha cho chúng ta biết. Nếu không có Chúa Giê-xu, con người không thể biết được Đức Chúa Trời. Và Chúa Giê-xu đã đến trần gian này, đã rao giảng lời của Đức Chúa Trời, đã bày tỏ công việc quyền năng phép lạ, và cuối cùng chịu chết trên thập tự giá để cứu chuộc loài người theo chương trình của Đức Chúa Trời. Hôm nay là ngày lễ kỷ niệm vua thiên đàng đăng quang vào Jerusalem. Để rồi trong tuần lễ này chúng ta sẽ chứng kiến vua thiên đàng sẽ bị đóng đinh trên thập tự giá và vua thiên đàng sẽ phục sinh. Điều mà tôi muốn thưa với hội thánh để kết luận cho bài giảng buổi sáng mai hôm nay, đó là gì? Đó là vua thiên đàng của chúng ta sẽ trở lại. Cái đức tin và cái niềm hy vọng của chúng ta khi chúng ta học câu chuyện này, khi chúng ta dự lễ kỷ niệm này, để chúng ta thấy được rằng trong chương trình của Đức Chúa Trời, tôi dùng một cái ví dụ đơn sơ thôi. Ví dụ như là một vị vua của một nước nào đó. Ông vua này ngày mai sẽ đi đâu, tháng tới làm cái gì đều có chương trình sẵn cho ông hết. Không có tự nhiên mà ông đi đến đó hay là tự nhiên mà ông làm cái việc đó. Đều có chương trình cho ông hết. Quần thần của ông là sắp đặt cho ông hết. Và ông biết ngày nào đi đâu, ngày nào làm cái gì. Vua trần gian họ còn biết như vậy, huống chi là vua thiên đàng. Cha ở trên trời đã bày tỏ cho con người chúng ta biết rằng vua thiên đàng đến trần gian này từng ngày, từng ngày, từng công việc. Thậm chí Chúa Giê-xu nói rằng ta không có làm cái điều gì mà cha không bảo cho ta biết. Ngài theo chương trình của Đức Chúa Trời. Và rồi trong chương trình của Đức Chúa Trời đó, mỗi chúng ta được sự cứu chuộc. Chúng ta được trở nên làm con cái của Ngài. Chúng ta đương được hưởng phước của Chúa những ngày trên đất này. Và điều mà chúng ta cảm tạ ơn Chúa đó là vua thiên đàng sẽ trở lại trong nay mai. Amen.